Ngày 7 tháng 3, cơ quan huyện ủy đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023) và 1983 năm khởi nghĩa hai bà trưng. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Phạm Tiến Dũng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy Ngọc Lặc, Phạm Văn Thiết, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, thủ trưởng cơ quan chủ trì buổi gặp mặt cùng các đồng chí, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, cán bộ nhân viên cơ quan huyện ủy và sự có mặt đông đủ của toàn thể nữ cán bộ công chức viên chức cơ quan. Phát biểu khai mạc tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan nhấn mạnh: Trong những năm qua, các nữ cán bộ của cơ quan huyện ủy đã phát huy kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Thông minh, sáng tạo và thể hiện rõ nét sự năng động của người phụ nữ trong thời đại mới, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, huyện ủy không ngừng cố gắng, nỗ lực trong mỗi lĩnh vực công tác, tích cực tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tại buổi gặp mặt ý nghĩa này, các đồng chí cán bộ nữ cơ quan huyện ủy cũng đã phát biểu bày tỏ sự trân trọng với những quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan và các đồng chí cán bộ nam đã dành cho chị em phụ nữ thay mặt cho chị em nữ cơ quan huyện ủy đồng chí phạm thị thu ủy viên ban thường vụ huyện ủy trưởng ban dân vận chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện chia sẻ mặc dù để làm tròn vai trong công tác xã hội và thiên chức của người phụ nữ trong gia đình trước đòi hỏi ngày càng cao trong thời kỳ đổi mới nhưng chị em cán bộ nữ cơ quan sẽ không ngừng phấn đấu tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua các cuộc vận động không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn không ngừng phấn đấu là những người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Tiến Dũng, bí thư huyện ủy đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc và thành công tới chị em nữ cán bộ công chức viên chức cơ quan huyện ủy đồng chí nhấn mạnh những kết quả đạt được của cơ quan huyện ủy có sự góp phần không nhỏ của các nữ cán bộ cơ quan đồng chí mong muốn thời gian tới chị em tiếp tục rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thái độ trách nhiệm với công việc xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng gương mẫu trong mọi công việc được giao nhân dịp này đồng chí bí thư huyện ủy phạm tiến dũng và đồng chí phạm văn thiết phó bí thư thường trực huyện ủy đã dành những bó hoa tươi thắm và phần quà nhỏ ý nghĩa tặng chị em nữ cơ quan với những lời chúc dành cho các đồng chí cán bộ nữ là hãy luôn tỏa sáng vui vẻ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống